Em chỉ hôm nay bị về 36 thôi. Mà bạn nào bị chồng chán mà chồng chê vào đây gặp em Thư một cái là tối nay về chồng mê ngay lập tức. Được chưa nào? Nào các bạn nào không gì vào đây với em Thư. Vào đây với em Thư hết. Vào đây. Bạn nào mà bị chồng chán mà chồng chê, mà chồng bảo là tối đến mà lân mân mê mà không thấy gì ấy, thì vào đây với em Thư. Tối nay thử mặc xem có mê không, được chưa nào? Nào các bạn cứ thử đi. Nào bà nào mà không có vếu thì vào đây. Riêng cái mã này ngày hôm nay chỉ có gì ạ? Con này không có 38 luôn chị ạ. Rất là buồn bởi vì con này em Thư này hôm nay không còn 38, chỉ còn có 36 về số lượng. Nhưng hôm nay rất tiếc em Thư chỉ có 36 hiện giờ. Nên em Thư hôm nay xuất binh nào. Tình yêu ngày hôm nay, tình yêu nào mà mua được con này phải sướng tê con bà tê người. Đấy, trời ơi, bao nhiêu lâu nay săn áo chip nhà Thư rồi. Xem nào, bao nhiêu lâu nay săn áo chip nhà Thư mà hôm nay xem có được con nào nữa không. Rồi, ok. Cứ ở live stream này, kiểu gì các bà cũng sẽ được con áo chip siêu thần thánh. Nó là con gì mọi người biết không? Mọi người có biết là con gì không ạ? Mọi người mua nhà em với giá sale là 400.000 rồi đúng không ạ? Mọi người mua giá sale nhà em Thư là 400.000 đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay em Thư quyết định hạ màn. Ngày hôm nay em Thư quyết định hàm màn cho các bạn 400.000, hôm nay quyết định hàm màn. Một con siêu phẩm, bao nhiêu người mong ước và bao nhiêu người chờ đợi một em gọi là siêu con bà phẩm. Bà nào chồng chán, chồng chê vào gặp em Thư thì chồng mê ngay lập tức, được chưa nào? Bà nào không có vếu vào đây lại lên vếu ngay. Con này em Thư nhá, bạn nào vếu nhỏ, vếu vừa thì ở lại đây. Còn bạn nào vếu to thì lại ở lại cái gì ạ? Cái live stream sau này, được chưa nào? Bà nào vếu nhỏ thì lại ở lại gì ạ? Ở lại cái live stream này. Vếu nhỏ, vếu to đều gặp em Thư. Không no gì ạ? Không no có chip. Đấy. Sẵn sàng lúc nào cũng có chip mặc luôn, được chưa nào?